All right. Okay, good afternoon. So today I'm so busy. The weather in Vietnam is very, very hot. I don't Very know. hot. Yeah. I don't know if it's weather season or winter. Okay. Sometimes I feel cold, sometimes I feel hot. Cái thời tiết nó là mệt Yeah, Okay. Okay, now let's talk about the lesson for today immediately. Today we will continue the topic. Have you ever compared yourself to others? Okay, do you listen to the video? I'll listen to the video. Okay, now let's move on. Let's move on to the lesson right now. Here we go. Okay, Yeah, the and I'll first listen. thing, I just want you read the first part, and then I will ask you a couple questions related to the lesson. Okay? Okay, and now here we go. I'll give you an example. There was a runner who finished in fourth place because the night before the race, he didn't sleep very well. Therefore, not getting enough rest and not having enough energy to run as he did when he was training. She was really sad and she blamed herself because she thought that she didn't do the best that She the course. thought because she She thought thought that. she didn't because she thought that she didn't do the best that she could The best. the best that she could because if she have more rest, she would have done better. But in reality, she is not able to But turn in back the time. reality, but in reality, But in reality, she is not able to turn back the time to when she didn't get enough rest, which means that until maybe ultimately, ultimately yeah, ultimately. we cannot control everything and we cannot change anything even if it wasn't done as well as we have hoped. It really was a bad outcome considering the The situation. situation, considering the situation, The situation, considering the situation, considering the situation, considering the situation, 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 situation. yeah. The voice in our heads that always telling us things like, "Had I known, I wouldn't have done it that way," or "If I hadn't done it like this, I wouldn't be in the Oh, okay. position." If I hadn't done it like this, I wouldn't be in the position. I would be in the position I'm in now. Position, position, Position I'm in position. now. They come from our hope and expectation that want to fix our disappointment, but in reality, we aren't able to. Reality, but in reality, But in reality, we aren't able to turn back the time to fix what already happened. And because we can't fix that, then we think that it's our fault and we blame ourselves. no. Okay, stop here. Because we can fix this, then we think that it is our fault. Our fault and we blame ourselves. But no matter how much we blame ourselves, we can't change the past. Therefore, the only thing that can release us from blaming
ourselves is to understand that we are not the only cause for what happened. Okay, now let me ask you, the first thing, I just wanted you and me translate a little bit this paragraph from English to Vietnamese, and then we will discuss more about this. Okay? Okay. Yeah. Now, I will give you an example. Là tôi sẽ đưa cho bạn một ví dụ. Okay, cái mùi. Tôi có một cái người thợ chạy, có gọi là một người vận động viên chạy. Cô ấy đã kết thúc. Cô ấy đã được kết thúc ở vị trí thứ tư. Bởi vì cái tối hôm trước khi mà cô đấy mà thi đấu ấy, thì cô ấy đã không ngủ tốt cho lắm. Không ngủ tốt cho lắm. Và cô ấy đã không có đủ cái thời gian nghỉ ngơi, cả năng lượng để chạy như khi cô ấy đã luyện tập, như khi cô ấy luyện tập. Cô ấy rất là buồn và cô ấy tự trách bản thân mình bởi vì cô ấy nghĩ là cô ấy đã không làm tốt nhất. Không làm tốt nhất bởi vì cô ấy đã không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và cô ấy nghĩ là cô ấy sẽ làm tốt hơn. Nhưng mà thật ra là cô ấy đã không thể quay lại thời gian và có thể lấy lại đủ năng lượng để nghỉ ngơi và lấy lại đủ cái sự nghỉ ngơi. Which means that ultimately là có nghĩa là cuối cùng thì chúng ta không thể nào mà điều chỉnh, có thể điều khiển được mọi thứ và chúng ta không thể thay đổi được mọi thứ, kể cả nó không tốt như chúng ta tưởng, tốt như chúng ta tưởng tượng. Nó thật sự là một kết quả tốt nhất. Considering the situation là trong cái xem xét tình hình. Cái này là ok, chúng ta không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ, chúng ta không thể thay đổi được bất kể điều gì, thậm chí là nó không hoàn thành tốt như chúng ta hy vọng và nó thực sự là một cái kết quả tốt nhất. Xem khó rồi. Cái giọng nói mà ở trong đầu chúng ta luôn luôn nói với chúng ta là tôi biết điều đó nhưng mà tôi không không biết, tôi không thể làm theo cách đó, và tôi không có làm theo cách đó, tôi biết nhưng tôi không làm theo cách đó. Hoặc là tôi đã không làm như vậy, tôi đã không làm như vậy và tôi đã không hoàn thành theo cách đó và tôi đã không hoàn thành theo cách đó và tôi không thể có được chức vụ như tôi bây giờ. Ok, tôi không thể nào trong cái vị trí mà tôi đang có bây giờ. Ok. Và nó đến với chúng ta, they come from our hope, nó đến với như kiểu là cái sự tưởng tượng của chúng ta. Sự kỳ vọng của chúng ta muốn sửa đổi cái thất vọng của mình. Nhưng mà thật ra thì chúng ta không thể nào mà quay trở lại thời gian để sửa nó, bởi vì nó đã xảy ra rồi. Tức là chúng ta không có thể quay trở lại thời gian đó để sửa chữa những gì mà đã xảy ra. Ok. Để sửa lại bởi What vì chúng already ta yeah, bởi vì như kiểu là và mọi thứ và bởi vì chúng ta không thể sửa nó nên chúng ta có thể suy nghĩ đó là lỗi của chúng ta và chúng ta tự đổi bản thân. Nhưng mà không biết là bạn đã đổ lỗi cho bản thân mình bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta không thể nào thay đổi được quá khứ. Một điều mà chúng ta chỉ có thể release là gì nhỉ? Cái điều mà chúng ta có thể release là gì? Là đưa chúng ta à?
là Tức là đưa có thể đưa cho bản thân, đưa cho chúng ta là từ cái việc đổ lỗi là hiểu là hiểu rằng chúng ta không, we are not the only cause for what happened. Chúng ta không, chúng ta không thể nào mà tự mình hiểu hết. Chúng ta không phải là không phải nguyên nhân của những gì xảy ra, để cho nó xảy ra. Chúng ta không chỉ là những nguyên nhân của những gì nó xảy ra. Ok. Rồi ha. Nghĩa cái bản thân, có nghĩa là cái không phải là chỉ nguyên nhân là do bản thân mình xảy ra. That's right. Okay. Now, okay. Now let me ask you some question about the video. Why did the anh ở còn đoạn vừa nữa mà. Okay, yeah. Will you discuss more about this later? Yeah. Now, why did the runner finish in the fourth place? Because she didn't sleep very well. Okay, because she didn't sleep very well in the last night. Yeah. Okay. And was she happy with that result? No, she was very sad and she blamed herself. Mm-hmm. She blamed herself, okay. And she blamed, what did she blame to herself? Because she thought she can do the best more. Mm-hmm. She can do the best more, okay. If she can do the best more. Okay, I see. If she get enough rest the night before. Okay, she can do better. She can do better than that if she have enough rest in the last night. Okay. Yeah. Okay. All right. And why do the author use the runner as an example in this video? The author want to stay with us. Everyone have a own path. Everyone have a own path. Her own path. Yeah, and we should walking on jaw. We should walking on our own path. Oh, I know, but in this video, it's very, very different than the last video we learned yesterday. And I just want to ask you, why do the author mention the runner, use runner as an example in this video? Tại sao người tác giả họ lại sử dụng cái người chạy trong cái video này á, cái người động viên chạy trong video này như là một ví dụ? Thì em đang nghĩ là như vậy. Đây nhá, anh không nhá. I know. Tức là mỗi người có một con đường riêng của mình đúng không? Có nghĩa là thì nó lấy kiểu cái con đường chạy thì ai cũng là chạy đúng không? Cái đường chạy đấy thì có một cái đích giống nhau đúng không? Thì ai cũng chạy xong rồi đến cùng một cái đích đấy. Thì nếu mà người nào mà không đến được một cái đích đấy thì người đấy được coi là người thua cuộc đúng không? Nhưng mà có nghĩa ý từ đây nó muốn nói là mỗi người thì đều có một cái con đường riêng và mỗi người có một cái đích riêng thì chứ không thể nào mà giống nhau như này được. I see. Yeah, it is an idea. And I thought that in this case the author used the runner as an example because she want to she want everybody stop blame for themselves because everything happened in that situation is the best outcome they could have in that situation. It's not, we cannot change the what's happened to you, and we cannot control everything, and we cannot come back and turn back the time and fix what's happened, and we should stop blame ourselves. Mm-hmm. And
And instead of blaming, we should find the reason why and hope we will do it better in the next time. I think so. Cái bài này nó hơi khác cho bài hôm qua một chút. Em hiểu anh nói và em, do you understand me? Có nghĩa anh nói là không không được gọi là đổ lỗi cho bản thân. À, cái bài học ở đây á, điều khiển được mọi thứ. Cái bài học ở đây á là cái người tác giả họ đưa cái người runner vào á, cái người chạy vào đây để nói một cái bài học là nếu mà mình có thất bại hay là mình có gì á thì hãy ngừng đổ lỗi cho bản thân. Và cái điều quan trọng ấy là mình biết được rằng là mình không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ, và nếu mà mình làm được như vậy đó là khả năng tốt nhất của mình ở thời điểm đó rồi. Và cái điều quan trọng nhất là mình hãy tìm ra lý do và làm thế nào để cho mình làm tốt hơn vào cái lần kế tiếp. Thế thôi, chứ mình không được đổi, không nên đổ lỗi cho bản thân. Ý là như vậy. Thì em hiểu cái ý anh là như vậy. Nhưng mà có nghĩa là em nghĩ là mỗi khi mà người ta tác giả mà nó đưa cho một cái hình ảnh so sánh vào ấy thì nó phải cái kiểu Việt Nam mình hay gọi là ẩn dụ hay là hoán dụ. Thì bây giờ có cái hình ảnh so sánh với con đường thì em nghĩ nếu mà nói về thì em nghĩ là nó đúng hơn. Con đường mà lại cùng một vạch đích mà lại nhiều người cùng thi chạy với nhau, nên là thì từ đấy suy ra là mỗi người thì có một con đường riêng, thì mỗi người có một con đường riêng, một cái đích riêng. Thì anh nói như vậy thì ở trong bài này thì cũng là đúng. Ok, là không được gọi là blame ourselves. Với cả chúng ta không thể điều khiển được mọi thứ, không thể quay ngược lại thời gian. Ok. Just stop blaming. Stop blaming ourselves. Ok. And where does the inner voice in your head come from? Inner voice. In my voice. Okay, where does the inner voice in your head come from? I don't have my voice in my head. You know inner voice. You know inner voice? No, I have no my voice in my head. No, I don't understand. I don't understand where from. Where voice where from? Oh, okay, yeah. Where the voice come from? Okay, the inner voice in your head come from your mind. Okay, you can see in this video, the author said, the voice in our head that always telling us things like, had I known, I wouldn't have ever done in that way. Thế là cái tiếng giọng nói ở trong đầu của mình nhá, nó đến từ trong tâm trí. Và người cái người tác giả của bài video này, cái bài này họ nói rằng cái tiếng nói trong đầu mình luôn luôn nói với chúng ta một thứ như kiểu như tôi biết rồi, tôi sẽ không hoàn thành nó theo cách đó, hoặc là nếu tôi không làm nó thì tôi sẽ phải hoàn thành nó theo một cách như thế này, tôi sẽ không đạt được cái vị trí này như tôi bây giờ, hoặc là gì gì đó, nói về cái kiểu tự trách bản thân đó. Ok. And inner voice come from your mind. You know? The inner voice. Em lại cứ nghĩ như kiểu là những cái người mà như kiểu là hay nghe được cái tiếng nói ở trong, em lại nhầm với kiểu là những người mà nghe được cái tiếng nói ở trong trong đầu ấy. Tiếng nói trong đầu thì ai chẳng có. Ok, gọi là inner voice. Nên lúc người ta gọi là tiếng lòng. Tiếng lòng. Không, có biết một ngày mình nghe được bản thân bao nhiêu câu không? Nghe được ý, thì em lại cứ nghĩ như kiểu những người bị tâm thần. Không, không phải đâu nhá. Không phải là những lời nói ở trong lòng mình hay ở trong đầu mình đâu, mà là cái những lời nói mà kiểu gì ấy nhỉ? Kiểu gì? Những cái lời nói từ... Những cái lời nói từ con tim, như là tình trạng em hay nói trước bản thân, đáng nhẽ là mình có thể làm tốt hơn mà. Ôi tiếc quá, nên là ôi ước gì thời gian quay trở lại để mình có thể làm nhiều hơn. Cái đấy chị em biết là chắc là từ trong kiểu trong suy nghĩ mình nói ra, nhưng mà còn một cái kiểu tiếng nói gì ấy. Tiếng nói gì ấy mà người ta bảo là tiếng nói tâm thần ấy. Thế thì chịu, ai không biết tiếng đấy. Mà người ta bảo đấy là do bị bệnh tâm thần ấy hay. Nhưng mà cái đây là nó đang nói về cái kiểu tiếng nói trong đầu.
Thì nói trong đầu tức là cái tiếng nói kiểu cái kể cái người em nói là bị bệnh rồi, cái này nó không bị bệnh mà đây là kiểu như là mình cảm thấy tiếc nuối, mình đổ lỗi cho bản thân và mình tự nói với bản thân mình, dằn mặt bản thân mình nói vậy, chứ còn không phải là mình kiểu bị làm sao, bị bệnh gì, hiểu không? Bị bệnh đúng không, bị bệnh cái gì nhỉ, hồi đấy đọc lâu lắm rồi quên rồi. Cái này nó như kiểu cái tiếng vuvuzela nhưng mà bị mất trí nhớ thì chẳng nó gọi lại đúng không? Bị gọi là gì Mất trí nhớ, những người mà kiểu hay thì cần mất trí nhớ thì cái tiếng nói nhỏ trong đầu nó hay kiểu biết nó gọi ừ, gọi về. nhưng mà nó bảo là bị bệnh gì ấy, À bị không chị, em không nhớ. ảo tưởng chính xác. Ảo tưởng á? This disease. Đầu tiên anh nghe thì cái bệnh đó luôn á, bệnh ảo tưởng, nên những người đó họ hay nói chuyện với bản Bệnh ảo ừ, đúng rồi, ảo tưởng thính giác, ảo tưởng thính ảo tưởng chính xác. giác. Em lâu Ok. lắm rồi em, bây giờ nói với em một biết đâu. I see. Rồi ha. Ok. And what about you? Do you feel regret when something happened to you and you want to come back the time and you wish that you will do better? Mà thế nào cứ anh đọc lại câu hỏi đấy đi. Now, okay, do you feel regret? Bạn có cảm thấy hối tiếc when something happened to you and you wish you will do better in the next time? Sometimes Sometimes. I feel like that. Uh-huh. And I want to come back my time to fix something. Okay, I see. And do you feel better when you blame yourself in that situation and you wish you will come back to times? Do you feel better? I don't know. I don't know. I don't know. Okay. Maybe everything will not change. So I don't know if I come back if I return my time, I will better or not better. I don't know. Okay, I see. I will better and not better. Yeah. Sometimes I just want to come back, turn back my times to fix what's happened, already happened to me in the past. But sometimes I feel it's very, very, very regret and disappointed about myself. And I wish the time will rewind and I can train my new season, but it's too late. In fact, in reality, I cannot control the time. I cannot come back to the time to fix my decision and what's happened to me. I think everything happening to us is the best outcome, is the best thing. That's have to that is the thing will happen, have to happen to you to have you realize and recognize something. I think so. Theo anh thì những thứ mà xảy ra với mình ấy, thì nó sẽ là một cái bài học, nó phải xảy ra để nó giúp cho mình học được một cái điều gì đấy. Ok. Nói chung là nhìn về tương lai, sống ở hiện tại và nhìn về tương lai. Ok. Yeah. Okay. Right, huh? Okay, what do you learn from the first part in this video? What do you learn from this part in this video? The video teach me we know never control everything. We never control We everything. never control everything. Maybe everything will change.
Everything will change. Not reason of myself, maybe of another reason. Okay, maybe another reason. And okay, now if something bad happened to you, how do you think about this? If something bad happened to you, how do you think about it? If something bad happened to me, I think I think depend of dangerous of that person. Nói khó nhỉ? Em nói gì? Em bảo là nếu mà có cái gì mà tốt mà à, cái gì mà xấu mà đến với em thì trước tiên là em cũng phải dựa vào cái mức độ xấu của nó là như thế nào chứ. Something bad happened to me. Okay, you can imagine you had you lose something. Some valuable thing, tức là em mất một thứ gì đó giá trị chẳng hạn. Như vậy. Lose valuable thing, tức là mất một thứ gì đó giá trị. Mất một cái thứ gì đó giá trị thì cũng tiếc. Cũng tiếc. Và thôi, một phần thì cũng tự động viên là của đi thay người. Và chứ mà động viên bản thân mình là của đi thay người thế thôi. Okay. I see. Rồi ha. I see. Tức là mình không bị buồn đúng không? Mình học cái này để mình không bị buồn thôi. Nói chung là may mà vẫn còn được có được mặt sống kiểu là như vậy. Okay, I see. All right now, and the next thing, are we just gonna move to the next part? Anh đọc đi. Anh đọc đi. I learn English on you. Okay, I think you will read the first part. I will read the next part. But I just read for the half of the part. The runner finished in the fourth place not just because she was excited to fall asleep, but it was also because of several other reasons. The three winner had trained 6 months longer than her and was more familiar with the chair. Not only that, but actually there was another runner that didn't make it because of a major traffic jam. There was a traffic jam because there was construction. There was construction to fix a broken telephone pole. There was a broken telephone pole from the lightning, and there was lightning from the storm. Okay, keep moving. Now you can see that had the storm not hit last night, Audrey would finish play because the other runner would have made it to the race. There are so many other reasons that this could have happened. We are not the only one to cause something to happen, and we can never go back to change the past. So if we remember that when we are disappointed in ourselves, we may learn to blame ourselves a little bit less, have a little bit more understand, and be able to accept the thing that happened to us. Okay. Okay, cái người chạy đó, họ kết thúc ở vị trí thứ tư cũng chỉ bởi vì họ cảm thấy họ đã cảm thấy quá phấn khích để ngủ thiếp đi. Ok, tiếp tục nào. Nhưng mà đó không phải là cái lý do duy nhất.
Không biết cái ba cái người chiến thắng còn lại thì người ta đã luyện tập trước 6 tháng, luyện tập trước cô ấy 6 tháng và họ đã trở nên quen thuộc với cái familiar with the chair, là quen thuộc với cái đường mòn. Nhưng mà không phải là như vậy, nhưng mà thực ra là có rất nhiều runner, còn rất nhiều another runner that didn't make it. Có rất nhiều người người vận động viên chạy khác, Đã không làm điều này bởi vì họ không làm này bởi vì ở major traffic jam là bởi vì giao thông, major do giao thông. bởi lý do giao thông, có nghĩa là lý do giao thông thì bởi vì là do xây dựng, mà xây dựng thì là do sửa cái cầu, Có điện thoại, cái con điện thoại cái cột, bị cái hỏng, cột điện thoại. cái cột điện thoại bị hỏng, cái cây cầu điện thoại mà bị hỏng ý thì do sét đánh từ cái bữa từ bão, mà bạn có biết là cái bão thì từ tối hôm qua, nó xảy ra từ tối hôm qua, và cuộc đua của chúng ta thì đã kết thúc, và người đó thì vào cuộc đua chúng ta đã kết thúc ở vị trí thứ năm à, đây. Bởi vì những người thợ chạy khác, bởi vì những người người vận động viên khác thì could have make it to the race, là người ta đã Đã làm đến, chuẩn bị cho cái buổi chạy rồi. là người ta đã chuẩn bị cho buổi chạy. Có rất nhiều là lý do để xảy ra, chúng ta không phải là một lý chúng ta không phải là một cái điều duy nhất xảy ra, mà vì chúng ta không bao giờ có thể thay đổi, quay trở lại để thay đổi được quá khứ. Vậy thì chúng ta phải suy nhớ, ghi nhớ rằng chúng ta Khi chúng ta cảm thấy thất vọng we về are bản human. thân, chúng Khi ta chúng ta thất vọng về bản thân thì chúng ta có thể học được cách là đổ lỗi cho bản thân ít hơn và hiểu hiểu hơn, và hiểu hiểu hơn và chấp nhận mọi thứ đến với chúng ta. right. Awesome. Good translating. Em đang Nhưng ép mà phải đi học ngành ngôn ngữ đúng, dịch rất chi là hay luôn. Ok. đọc thì rất chi là ngu. Không phải nói thế mà Nhá thẳng ra là đấy là đổ lỗi cho bản thân thôi. Em vừa mới học xong mà không muốn đổ lỗi cho bản thân, xong bây giờ lại bảo chỉ bản thân là ngu là sao? Đây là những cái gì tốt nhất, best outcome you can do in this situation. Đây là những cái gì tốt nhất em có thể làm ở cái thời điểm hiện tại rồi, hiểu nhưng mà không? đọc thì rất chi là chán, nhầm đọc Em biết tại sao không? Khi mà ngày xưa anh mới học, anh cũng đọc như em á, kiểu nó cứ dời dời dạc dạc ấy. Nhưng mà sau đó thì khi mà anh đọc nhiều hơn, anh nghe nhiều hơn thì những cái thứ nó tự kết nối với nhau á, thì sau đó anh học thì cảm thấy là nó đọc một bài ấy, nó cảm thấy bình thường mà không 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 bị rời rạc, vì em chưa có đọc nhiều thôi, thì anh mới nói là chán không đổ lỗi cho thật. Đọc như cơm nguội. bản thân. Ok, stop blaming ourselves, yourself. Ok, now why what can you do to stop blame yourself? Stop anything. What can you do to stop blaming yourself? Stop everything. Stop blaming yourself. What can you do to stop blaming yourself? Be quiet. Be quiet. Okay, yeah. Let's come back to the video again. And the author said the three winner had trained 6 months longer than her. Oh, yeah. What is the reason why the woman finished the race in the in fourth place? What do you think about this? Why did the woman finish the race in the fourth place? Because he didn't sleep well the night before. Okay, anything else, another reason? Because of The the three winner have trained 6 months longer than her, and okay, yeah.
three women had trained 6 months longer than her, and they become more familiar with the chair. Mm-hmm. Okay. And all right. So, what is the reason why? Why do the other people didn't make it? Didn't train for the race? For the race, because of a major traffic jam. Major traffic jam. What's happened with the traffic jam? There a lot of happened because there was construction to fix a broken telephone pole. Broken telephone pole. Mm-hmm. Broken telephone pole. Okay. Telephone pole from lightning, and there was lightning from the storm. Okay. Yeah. Mm-hmm. So, okay. For you, okay, there are a lot of reasons. There are a lot of reasons make her finish the race in the fourth place. Okay, and do you think she should blame to herself for this outcome, this result? I think if I would see one way or another, a little, I think I blame me. But look like the way the person in this video, the woman in this video. Uh-huh. Okay. And if you were the woman in this video, you also blame to yourself? Mm. Yeah. Uh-huh, okay. One or another, but a little, I think a little. Okay, I see. But I think I will blame for me. Okay, I see. Okay, you will blame to yourself. Okay, and I think there are a lot of reasons make we had the bad situation, the bad result. Okay, I think for place it's not bad, too bad, but I think it is the best thing we can do in this situation, in this circumstance. What do you learn from this lesson? What do you learn from this lesson? Commit lesson là bài học, commit là ở giữa, bài học ở giữa. For this là cái này này, this. For this à? For this, this is my pen. Anh đi ra đi em làm à? This. Cứ đọc thì em chả hiểu đâu. This. À, viết. This. This. What do you learn from this lesson? Ừ, em có học mà. Không, ý anh Hòa là what do you learn? Em học được điều gì từ cái bài học này, từ cái bài này? Vừa nãy em bảo anh là không được đổ lỗi cho bản thân gì. Anything else? What is another lesson? Everything will change. Mm-hmm. Everything will change. And everything happen for us, to us. Everything happen to us. To us? To us. To us. To us. Everything happened to us, and we don't know everything will happen to me, to us in the future. The best way we the should best way. We the best way we should do this that is we bet to do a reason. We bet to do a reason. Sao thì em muốn nói gì nào? Nói lại nào. Có nghĩa là chẳng biết tương lai là thế nào đâu, nhưng mà mình cứ làm tốt nhất của mình hiện tại. Mình là best way, best. Okay.
I don't know what's happened in the future. I don't know what happened to me the next time. Yeah. But I will do the best. I will, do, the best. Do the best. Okay. I will strive to achieve anything I want. Do the best thing I can do. And okay, everything will happen as well as possible. Tức là mình không biết điều gì xảy ra với mình trong tương lai, không biết điều gì xảy ra với mình trong thời gian tới. Tuy nhiên mình hãy cứ làm tốt những gì mình có thể, phấn đấu để đạt được những điều gì mình mong muốn, thì mọi thứ nó sẽ xảy ra tốt nhất với mình có thể thôi. I will do the best. I will do the best. And stop blaming ourselves. Stop blaming yourself. Okay. Thật ra thì nhiều khi em cũng blame mình lắm, mà biết thế mình thế nọ thì kia ấy. Thật mà. Như kiểu nên là blame yourself thì ít nhiều thì em nghĩ là trong cuộc sống ai có, chẳng qua là nhiều hay là ít, nhẹ hay là nặng thôi. Nên là thật. Anh có thấy không? Anh cũng vậy, nhưng mà ít hơn anh thì ít đòi nói mình chỉ học một điều gì và mình kiểu phát triển nó lên thôi, chứ còn thật sự là nó cũng không phải giúp mình khá hơn mà. Đòi lỗi thì nó cũng qua rồi. Ok. Chẳng qua nhiều khi gọi là rất là quen miệng, ổi ngu thế, hoặc là như thế nọ thế kia, hoặc là nọ thế kia thế gì thế thôi, thì em nghĩ nó bình thường. Thật. Nó như kiểu cái câu gọi là câu cửa miệng, không phải câu cửa miệng, cái gì đấy nó rất là từ miệng mình, nó buột miệng mình nó ra thôi, nó chẳng phải là có cái ý gì. Ok, I see. Ok, what do you often do when you feel disappointed about yourself? Cái gì? Anh đọc lại như chưa ghét được. What do you often do when you feel disappointed about yourself? When I disappoint myself, I think I think khi mà mình thất vọng á, I see in my future and what I want in my future. You see in the future? Yeah. You see what in the future? Em nhìn cái gì? Nói chung là liệt kê những cái mà mình rất muốn có ở trong tương lai, và tại sao bây giờ mình thất bại này thì mình phải những cái gì mà mình muốn trong tương lai, hoặc là mình phấn đấu có để trong tương lai để mình cố hơn chẳng hạn. Okay, I see. Okay, you will list up everything you want in the future and you will try to achieve it in the next time. Yeah, and try to do. Okay, try to do. All right, I see. And do you have any question for me? Em có hỏi gì cho anh không? Do you have a quên mẹ hết cả từ rồi đấy. Thì chả. Have you ever your parents compare you with another person? Okay, when you were child, a small child, my mother, my father, my parents always compare me with the other child, and I feel very, very angry and disappointed about this. And when I grow up, I recognize something. I think it's not good for my life, and I will change this. I told I wish I were aware this soon. I think this will be better for me, for my future. But compare about what? Compare about my qualification education. Trình độ học vấn, and qualify about the
or they compare about my strengths, my weakness to the other tribes. Maybe I'm not good in math. Có thể anh không học tốt toán lắm, but I'm in fact, in reality, I'm not good in math, but I can do the best in another subject like English, history, and literature. Another subject I can do the best, but when I get a bad mark in this math, my father always say something bad to me, and I think that's not too good. Are you in the bad in literature? When I was in a elementary school or high school, I think I am good at literature. When I think of it, in high school, I went to take an exam. Nghĩa gì nhỉ? Ngày trước em đi thi văn đấy, ngày trước em học văn đấy. Okay, I can see your talent. Your talent is interact with people. Yeah, I think you have a special skill like interact and communication. Okay. Anh thấy em có cái khả năng tương tác và giao tiếp khá là tốt. Bởi vì em học môn văn, I think you are good at in literature. Ngày trước em đi thi văn đấy, ngày trước em đi thi học sinh giỏi văn. Okay, and the most important thing is we need to find our talents and develop it, evolving it to be another level, in the next level, higher level. So we don't need to study and be the best in any major, but we have to find our strengths and develop it in the different level. I think that's really good for our chance in the future. Kiểu là gì? Kiểu là mình phải tìm được cái năng lực của bản thân và tìm năng lực và phát triển nó lên thế thôi, chứ không phải là mình cần phải biết hết tất cả mọi thứ, giỏi hết tất cả mọi thứ, thì không có ai hỏi giỏi hết tất cả mọi thứ đâu. Ai mà giỏi được hết cả mọi thứ, cũng là siêu nhân. Chính vì vậy, khi mà cái điều quan trọng nhất là, ý anh mà nói ở đây là mình đi học quá nhiều nhưng mình không giỏi cái gì hết, thì thành ra là mình học nhiều nhưng không giỏi gì hết, thì nó dẫn đến tình trạng là mình không có giá trị gì trong xã hội cả. Chính vì vậy là cái điều quan trọng nhất là mình cần phải, ý anh không phải là mình học ít mà mình biết là mình mạnh cái gì, mình tập trung vào điều gì thế thôi. Chứ còn mình được mình giàn trải học quá nhiều nhưng mà cùng dồn lại không được cái gì cả, thì mình xác định cái gọi là cái điểm mạnh nhất của mình. Đúng rồi, anh cực kỳ thích cái điều đấy. Nếu mà mình tập trung vào điều đấy thì sau khoảng bao nhiêu năm thì mình sẽ rất giỏi trong một cái lĩnh vực gì đó, và nó giúp cho mình kiểu như là thành kiểu bậc thầy, master trong cái lĩnh vực đấy, thì lúc đấy mình cũng rất dễ tồn tại và phát triển trong một cái xã hội nó ngày càng đi lên, đúng không? Okay, it's enough for today. Thank you for your time. Okay, do you have any question for me? Có nghĩa là em còn học đến bao giờ? Okay.